Xả súng trong đêm Halloween ở Mỹ, nhiều người bị thương. Hãng tin ABC7 Chicago dẫn lời giám đốc cảnh sát thành phố Chicago David Brown cho biết trong số 14 nạn nhân trên có một trẻ 3 tuổi và hai thiếu niên ở độ tuổi từ 11 đến 13. Hình ảnh trích xuất từ camera giám sát cho thấy vụ xả súng diễn ra lúc 21:30 và kéo dài chỉ trong vài giây. Công tác điều tra đang được tiến hành, nhưng theo thông tin sơ bộ chúng tôi nhận được thì có hai đối tượng thực hiện vụ việc. Chúng xuất hiện và bắn vào đám đông người dân đang có mặt ở chỗ giao nhau giữa đại lộ California và phố Polk, ông Brown nói. Các nạn nhân của vụ xả súng đã được đưa tới bệnh viện gần đó và hiện chưa có báo cáo về trường hợp tử vong. Cho tới nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định động cơ của những kẻ gây ra vụ việc, cũng như chưa có mô tả về chiếc xe được chúng sử dụng, ông Brown nói thêm. Theo ABC7 Chicago, cơ quan cảnh sát Chicago đã treo thưởng $15,000 cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ và truy tố thủ phạm.